Chào quý vị và các bạn, tôi đang đứng tại văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một tòa nhà 4 tầng là nơi làm việc của gần 150 con người của văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh. Để được làm việc tại một cơ ngơi khang trang như thế này thì văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng trải qua những lần đặt văn phòng tại những nơi thiếu thốn cơ sở vật chất của thời kỳ đầu. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển thì văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang góp một phần rất quan trọng cho sự phát triển của Misa. Bắt đầu từ năm 2003, văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ. Giai đoạn 2003-2005, văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh có sự tăng trưởng đột phá. Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt gần 120%. Các năm tiếp theo, 2006-2010, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 52%. Đặc biệt năm 2009, tăng trưởng trên 90% so với năm 2008. Từ các năm 2010 đến nay, năm sau luôn cao hơn năm trước đến 23%, góp phần vào sự thành công rực rỡ của Misa. Cùng với sự tăng trưởng vượt bậc của doanh số lượng khách hàng sử dụng phần mềm của Misa cũng ngày càng tăng lên, từ chỉ một vài người ban đầu dần lên tới hàng trăm, rồi hàng trăm nghìn người. Những ngày đầu thành lập, khách hàng chỉ là những người khác sản xuất và kinh doanh túi ni lông, người thì kinh doanh mảng xây dựng, thì ngày nay đã có những công ty lớn sử dụng và đánh giá cao phần mềm của Misa. Cùng với đó, số lượng nhân sự của Misa thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng lên đáng kể, từ 2 thành viên ban đầu rồi tăng dần lên thành 6 thành viên, 20 thành viên, 50, 100 và đến nay có gần 150 thành viên trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Để có được những thành quả trên là sự cố gắng đoàn kết nỗ lực vượt qua bao khó khăn của các thành viên Misa nói chung và của văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Trong đó, không thể không kể đến những người đã vạch đất cắm dùi, đặt nền móng cho sự phát triển của văn phòng. Thưa quý vị, Phó Tổng Giám đốc Lữ Hồng Chương chính là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của văn phòng chúng ta. Thưa anh Lữ Hồng Chương, thì anh có thể cho biết cái lý do mà mình thành lập văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Xuất phát quan điểm là ngay từ ngày đầu thành lập thì Misa lấy khách hàng là trọng tâm, cho nên là khi đấy thì tại mặc dù là chưa có văn phòng tại khu vực phía Nam nhưng mà khách hàng của Misa cũng đã có hầu khắp các tỉnh thành phía Nam. Ban lãnh đạo công ty thì cũng xác định rằng cần phải có một cái văn phòng đại diện tại khu vực phía Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau một cái hội ý ngắn giữa tôi và anh Long và một vài anh em nữa thì quyết định cử tôi thiên trạng vào thành phố Hồ Chí Minh để gây dựng cái văn phòng, làm sao đấy để có cái sự phục vụ của khách hàng nhanh nhất, thuận tiện nhất. Thưa anh, thì anh có những cái cảm nhận gì về thế hệ lãnh đạo đầu tiên của văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh ạ? Có thể nói rằng là bây giờ là cái mốc 15 năm thành lập, tôi vô cùng xúc động và tự hào về cái lớp cán bộ đầu tiên đồng hành với cô tôi trong những năm đầu tiên thành lập văn phòng. Anh Quang là một trong cán bộ đầu tiên mà bà xã tôi đào tạo về kế toán, về nghiệp vụ cũng như về chương trình, đi demo, hướng dẫn cách demo. Tiếp theo đấy là những cái thế hệ như anh Hùng, anh Hà, anh Minh Tuấn, anh Đức, và sau này là chị Lệ, anh Nguyên. Thì đây là những lớp cán bộ có thể nói rằng là cũng đồng hành với tôi, chịu rất nhiều cái gian khó. Cái thời đấy lương lậu thì gần như các bạn không đặt thành vấn đề, mà tôi cũng trên cái quan điểm tức là anh em cùng làm với nhau, cùng xây dựng với nhau, thì chủ yếu là không biết là các bạn có nhìn thấy cái tầm nhìn cũng như những cái điều mà tôi trao đổi tâm huyết hay không. Những cái thời đấy phải nói rất khó khăn. Thế nhưng mà trong cái khó khăn đấy thì các bạn đã nỗ lực hết mình và kiên trì cùng tôi bám trụ cũng như là xây dựng nên cái văn phòng như ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một số lãnh đạo đã gắn bó lâu năm với văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh. Thưa anh Đỗ Hồng Quang, thì anh có thể cho biết cảm nhận của anh khi đã gắn bó với văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh trong gần 15 năm qua?
Tôi thì rất tự hào vì là một trong những người đầu tiên thành lập văn phòng Visa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau 15 năm phát triển cũng như là hình thành từ những ngày đầu, thì văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỗ đứng trên thị trường và là một trong những văn phòng rất là phát triển vượt bậc của công ty Visa. Thì với sự lựa chọn của mình như vậy thì tôi nghĩ rằng là đấy là một sự lựa chọn mà tôi nghĩ nếu có cho lựa chọn lại thì tôi cũng sẽ tiếp tục lựa chọn cái công việc làm việc tại Visa. Bản thân tôi rất là tự hào khi mà gắn bó với lại Visa Thành phố Hồ Chí Minh đến nay là gần 15 năm. Và tôi nghĩ rằng là với thời gian 15 năm thì đây là một cái thời gian cũng không phải là ngắn, tuy nhiên cũng không phải là dài. Khi mà cái mong muốn của bản thân tôi muốn gắn bó với một cái sự phát triển của công ty trong suốt cái sự nghiệp làm việc của mình. Cái điều thứ hai tôi nghĩ rằng là với cái thời gian 15 năm tôi nghĩ là cũng đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn thăng trầm, nhưng mà tôi cảm nhận được cái sự chỉ đạo định hướng rất là đúng đắn của ban lãnh đạo công ty. Và chính vì đấy, những cái lý do đấy mà tôi rất là tin tưởng để mà tiếp tục gắn bó với công ty trong thời gian tiếp theo. Và cái điều cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cái công ty nào phát triển thì chắc chắn là cái yếu tố văn hóa rất là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng Misa đã hội đủ các cái yếu tố văn hóa để mà có thể là phát triển trong những cái năm tiếp theo. Điều làm cho tôi tự hào nhất đó là người tham gia vào Misa trong những năm đầu tiên của thành lập Misa Hồ Chí Minh. Và có thể nói là trong suốt 15 năm qua, Misa Hồ Chí Minh đã có những cái bước tăng trưởng rất là đột phá cùng với sự phát triển chung của công ty. Và điều ấn tượng nhất đối với tôi đó chính là Misa Hồ Chí Minh đã tập hợp những con người trẻ, năng động, đam mê, nhiệt huyết và đã đào tạo, là cái nôi đã đào tạo ra nhiều các cán bộ quản lý xuất sắc cho văn phòng, cũng như là cung cấp những cái cán bộ nhân sự chất lượng cho văn phòng tổng công ty để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển lớn mạnh của Misa. Xin chào tất cả các anh chị em Misa. Sau 11 năm công tác tại văn phòng Misa Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã trưởng thành lên rất là nhiều. Để biết được trưởng thành như thế nào, xin mời các bạn cùng xem qua hai bức ảnh so sánh khi tôi mới vào làm việc tại Misa và hiện nay. Tôi đã làm việc tại Misa đến nay đã được hơn 8 năm. Điều mà tôi cảm thấy đặc biệt nhất khi làm việc tại Misa đó chính là tất cả mọi người sống với nhau như một gia đình. Ngày trước khó khăn, tất cả mọi người đều đã rất là keo sơn, gắn bó với nhau. Đến nay tinh thần và vật chất cũng đã phát triển hơn. Thì thứ tình cảm đó cũng đã được mọi người duy trì và gắn bó. Đó chính là sợi dây gắn kết của tôi cũng như các anh chị em khi làm việc tại đây, cống hiến và làm việc cho đến ngày hôm nay. Sau một thời gian rời khỏi Misa và làm việc ở một môi trường khác thì tôi nhận thấy là không môi trường nào bằng môi trường Misa. Về con người thì rất là thân thiện, hòa đồng. Về môi trường thì cạnh tranh rất là chuyên nghiệp, đặc biệt là đối với những người lãnh đạo luôn sẵn sàng chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ những khó khăn và chia sẻ những thành công với nhân viên của mình. Tôi rất lấy làm tự hào vì được cân nhắc lên vị trí quản lý sau một thời gian dài gắn bó và cống hiến cho công ty. Điều đó chứng tỏ rằng công ty Misa luôn rộng mở cho những cá nhân tốt, giỏi, ham học hỏi và cầu tiến. Tôi rất tin tưởng vào cái sự điều hành của ban lãnh đạo văn phòng và chiến lược phát triển của công ty. Và tôi cũng rất là tự hào vì ban lãnh đạo đã tin tưởng và giao cho tôi trọng trách này. Làm hết sức, chơi hết mình là phương châm của Misa Thành phố Hồ Chí Minh trong giao lưu văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao và để lại trong lòng đối tác khách hàng những ấn tượng tốt đẹp. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vui chơi, quan tâm, săn sóc, giúp đỡ lẫn nhau thể hiện rõ một nét đẹp văn hóa của Misa. Bên cạnh đó, Misa Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều câu lạc bộ hoạt động rất sôi nổi. Câu lạc bộ bóng đá được thành lập từ những ngày đầu tiên, liên tục tham gia các giải bóng đá của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ quần vợt, cầu lông, câu lạc bộ phụ nữ thường xuyên có những hoạt động chia sẻ trong vấn đề chăm sóc gia đình, con cái, chi tiêu. Các sân chơi như Misa Idol, Miss Misa luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ nhân viên toàn công ty và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng Misa.
Văn phòng MISA Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện mình khi liên tiếp nhận được các giải thưởng top 5 đơn vị phần mềm hàng đầu và huy chương vàng ICT Việt Nam do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, cúp vàng BizCup, giải pháp công nghệ thông tin hay nhất trong năm do khách hàng bình chọn. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông của thành phố. Cúp vàng thương hiệu Việt, huy chương vàng sản phẩm phần mềm có doanh số cao. Cùng với đó, MISA Thành phố Hồ Chí Minh còn là thành viên có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều hội, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và là đối tác của nhiều bộ, ban ngành ở cấp trung ương, địa phương, tiêu biểu như Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, Câu lạc bộ ICT. Bên cạnh đó, các giải thưởng vinh danh các cá nhân xuất sắc của công ty như Ấn Kiếm Vàng, Thanh Kiếm Vàng, Mũi Tên Vàng, Chiến Binh Vàng và Cây Kèn Vàng luôn là phần thưởng mà tập thể nhân viên tại văn phòng MISA Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới và đã đạt được trong nhiều năm qua. Văn phòng Hồ Chí Minh cũng chính là cơ sở, là nơi cung cấp các nguồn lực về nhân sự cho sự hình thành và phát triển của các văn phòng như Văn phòng Đà Nẵng, Văn phòng Buôn Ma Thuột, Văn phòng Cần Thơ, cũng như sự hình thành và phát triển của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Khách hàng khu vực phía Nam, Ban Sản phẩm, Ban Thị trường. Trước hết tôi xin thay mặt ban lãnh đạo của công ty xin gửi tới tất cả các anh chị em cán bộ lãnh đạo và nhân viên của MISA Thành phố Hồ Chí Minh lời chúc mừng, và tôi cũng rất là hân hạnh được đồng hành cùng với lại tất cả các anh chị em MISA Thành phố Hồ Chí Minh trong cái sự lớn mạnh trong suốt cái 15 năm qua. Phải nói rằng là trong cái 15 năm qua ấy, thì MISA Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển không ngừng từ một cái nhóm mà 3-4 người cho đến hôm nay cái lực lượng nhân sự của chúng ta đã có hàng trăm người. Thế và sự đóng góp của MISA Thành phố Hồ Chí Minh có thể nói rằng là đã góp phần vào một nửa trong cái sự lớn mạnh của công ty cổ phần MISA của chúng ta nói chung. Sự đóng góp của MISA Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điểm đặc biệt là MISA Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn có những cái ý tưởng rất là sáng tạo, đổi mới về sản phẩm cũng như là về cái cách thức mà chúng ta triển khai cái sản phẩm đến với lại cái người tiêu dùng. Tôi cũng xin cam kết cùng với lại hội đồng quản trị, ban tổng đốc sẽ luôn luôn sát cánh cùng tất cả các anh chị em MISA Thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra nhiều hơn nữa các cái chính sách, các cái sản phẩm, dịch vụ để từ đó mà chúng ta có nhiều cái đóng góp cho xã hội hơn nữa, và chúng ta phát triển trở thành một cái tập thể phát triển mạnh hơn nữa, có cái đời sống về văn hóa, về tinh thần, về vật chất nó tốt hơn nữa cho tất cả các anh chị em. Với cái sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sự đoàn kết và sáng tạo của toàn bộ anh em văn phòng MISA Hồ Chí Minh, tôi tin tưởng là thời gian sắp tới, phong trào văn hóa văn nghệ của văn phòng ngày càng đi lên, tạo ra một cái sự đoàn kết gắn bó giữa các bộ phận, các phòng ban, các nhóm. Chúng ta không chỉ bán phần mềm mà còn đem đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất. Chúng ta thực hiện đúng định hướng, đó là làm sao khách hàng tin cậy vào sản phẩm của MISA, con người của MISA. Để thực hiện điều đó thì chúng tôi luôn luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng để làm sao tư vấn giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Bất kỳ một cái tổ chức nào muốn phát triển, thậm chí phát triển một cách mạnh mẽ, thì tôi nghĩ là cái sự sáng tạo, tinh thần sáng tạo nó rất là quan trọng. Và tôi rất là tin tưởng cái sự sáng tạo tại công ty MISA trong thời gian sắp tới, và hy vọng rằng tất cả các quý vị đang ngồi trong cái khán phòng này thì góp phần vào cái sự sáng tạo, cũng như là làm góp phần vào cái sự phát triển và thay đổi của MISA trong thời gian sắp tới. Tôi tin tưởng vào đội ngũ của mình hiện nay, với các bạn rất là trẻ và nhiệt huyết, cộng với sự sáng tạo và ngoài ra là những chiến lược định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo, thì việc công ty MISA bước lên tầm cao mới sẽ làm tương lai không xa. Với hành trang là 15 năm nền tảng cho sự phát triển bền vững, thì tôi tin tưởng rằng với con người MISA
tất cả những anh chị em là nhân viên của Misa Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhìn về phía trước với những mục tiêu lớn lao và gặt hái được nhiều cái thành công, đóng góp nhiều cho sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Với những cái thành tích mà đạt được trong suốt 15 năm qua của văn phòng Misa Hồ Chí Minh, niềm tự hào của lãnh đạo cũng như là anh em trong toàn bộ hệ thống, thì tôi tin rằng chặng đường tiếp theo văn phòng Misa Hồ Chí Minh sẽ có những bước đột phá và phát triển vượt bậc trong cái thời gian tới. Truyền thống văn hóa và những thành tựu đã đạt được trong suốt 15 năm qua sẽ là nguồn động lực to lớn kết nối các thành viên Misa thành phố Hồ Chí Minh tự hào và tin tưởng cùng chung một con đường xây dựng văn phòng Misa thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh, trường tồn. Tiến chạy! Tiến